ai thì cũng muốn cái xe của mình khi mở cửa ra nó phải thật là thơm tho và nó không có mùi hôi. Và đấy chính là lý do tại sao mà anh em tìm đến những cái sản phẩm như thế này. Đây là những sản phẩm nước hoa dùng cho xe hơi. Nó có rất nhiều các loại, ví dụ như là loại sáp này, mà hàng này cũng rất là chất lượng nhá. Retour nhập khẩu chính hãng từ châu Âu này, rồi là để Tableau của Etoner này, đấy, hay là Cayenne Family này, hoặc là có thể sử dụng những cái hàng của Việt Nam này luôn, Quartz cộng, đấy. Thiết kế mọi thứ đều rất đẹp, và thực ra với những sản phẩm như thế này mà để anh em làm thơm xe thì giá của nó cũng phải dao động khoảng tầm 600 cho đến hơn 1 triệu một chút. Nhưng cái thời gian sử dụng của chúng ta thì chắc chắn nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 3-4 tháng là nó sẽ bay mùi, chúng ta sẽ phải mua một mùi mới. Và dĩ nhiên là nó chưa mang trong mình được những cái công nghệ ngon nhất của ngành xe hơi. Chính vì vậy mà những cái bộ sản phẩm như thế này nó ra mắt. Và đây là cái bộ khuếch tán nước hoa của Xiaomi chính hãng luôn nhá. Bắt đầu phân phối tại thị trường Việt Nam. Anh chị em có thể thấy là với cái bộ sản phẩm này thì rõ ràng là cái chất xám đầu tư vào đây nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ có hai cái thành phần chính. Thành phần đầu tiên quan trọng nhất chính là cái máy như thế này. Đấy. Máy này mình lắp như thế nào thì lát các bạn lên xe để cùng xem nhá. Nhưng mình muốn trao đổi qua một chút về sản phẩm này. Đầu tiên, nó rất là an toàn bởi vì nó chỉ sử dụng có điện 5V thôi, nên anh em không phải lo về việc mà đấu cấy cầu chì hay cắt ghép dây. Thứ hai là cái đầu ra cuối cùng ấy, ống hơi cuối cùng nó ra thì nó sẽ vào trong cái phần lọc gió của mình luôn. Như vậy thì nó sẽ khuếch tán toàn bộ xe. Và đặc biệt là cái công nghệ khuếch tán này thì nó giúp cho cái lượng nước hoa ở trong này này nó dùng được rất là lâu. Một lọ nước hoa này thì nó cũng chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng mình có thể dùng được cả đến nửa năm trời. Và đặc biệt ấy là khi hết thì anh chị em hoàn toàn có thể mở nó ra, thay thế bằng cái loại của hãng hoặc thậm chí bằng những cái loại mùi mà anh chị em mình thích hay dùng. Đấy, nhưng nó đắt là nó đắt ở cái máy, tại vì là nó có nhiều các công nghệ khác. Trong đó nó có một công nghệ rất quan trọng, đấy là khử khuẩn khử mùi bằng cái công nghệ plasma. Chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm rất tuyệt vời, gần như là mình bỏ tiền ấy, mình sẽ dùng một đầu tư một lần cho việc mua cái máy này. Còn nước hoa hãng tặng rồi, sau đó thì hết anh chị em cứ mua và đổ thêm vào thôi. Câu chuyện ở đây là mọi thứ nó rất gọn, nó rất thơm, quan trọng là thơm đều, rất đều xe luôn, và nó rất nhiều công nghệ hay. Bây giờ thì mình cùng lên xe để trải nghiệm thực tế nhá. Sau khi mà lắp đặt hoàn thiện ấy thì nó sẽ chui gọn tại cái vị trí này, và nó tương tự như là Air Balance trên Mercedes. Logo của Mi rất đẹp anh em này. Đấy, và cái nguồn cấp điện cho cái này nó chỉ là cái đầu tọc USB 5V ở đây thôi là xong. Đóng lại và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó một cách rất dễ dàng. Để mà sử dụng cái sản phẩm khuếch tán nước hoa Xiaomi này, anh em sẽ có hai cách. Một là mình cài cái app điều khiển ở trên điện thoại luôn. Ở đây chúng ta có thể bật tắt này, bật tắt nước hoa này, bật tắt tính năng plasma. Ví dụ mình sẽ tắt đi nhá. Đấy. Điều chỉnh cái độ nặng nhẹ của nước hoa ở đây. Ok ạ. Và đây, ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái cài đặt, những cái chế độ chạy cho mình. Đây là cách thứ nhất, là anh em dùng cái app điện thoại. Cách thứ hai, đơn giản hơn nhưng nó lại không quá dễ, bởi vì chúng ta phải ra lệnh bằng giọng nói tiếng Anh. Ví dụ này, Open Plasma, Close Plasma, Open Fragrance, Close Fragrance. Quá là thông minh, đúng không anh em? Đây là một trong những sản phẩm mà mình nghĩ là, thứ nhất là một thương hiệu lớn Xiaomi khỏi bàn, thứ hai là rất an toàn bởi vì nó sử dụng cái nguồn điện 5V, đồng thời là cái nước hoa này chiết xuất 100% từ tinh dầu và sẽ có 4 mùi lựa chọn, mỗi mùi thì lại 3 tầng hương anh em nhé. Nếu anh em nào đang quan tâm về sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, bên mình có hỗ trợ lắp đặt tận nhà cho anh em, đảm bảo dùng xong không bao giờ anh em động đến những loại nước hoa khác nữa.